Lô clip Á hậu Philippines hôn đám đuối trai lạ trong khách sạn và thực hư tại kết quả pháp y khẳng định không có dấu hiệu cưỡng hiếp. Vụ án Tristin Dakera, nữ tiếp viên hàng không từng là Á hậu của Philippines, tử vong trong đêm đón giao thừa cùng nhóm bạn, đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận. Điều mọi người quan tâm nhất hiện nay là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Tristin dekana Đó có phải là vụ cưỡng hiếp tập thể và giết chết hay không? Vào ngày 6 tháng 1, truyền thông địa phương đã tiếp tục đăng tải những hình ảnh cuối cùng của cô Christine Dakera trong khách sạn với nhóm bạn. Trước đó, một số hình ảnh cho thấy cô vui đùa cùng nhóm bạn đàn ông bên ngoài hành lang của khách sạn. Đoạn clip mới nhất được chia sẻ cho thấy Christine Dakera đi theo một người đàn ông và sau đó cả hai hôn nhau đám đuối. Một đoạn cá khác, khác từ CCTV Ghi lại hình ảnh, Christine Daquera trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể cứng đờ được một người đàn ông đưa ra từ một căn phòng. Tất cả đều diễn ra vào rạng sáng ngày 1 tháng 1. Vào trưa cùng ngày, nữ tiếp viên hàng không được tìm thấy không có phản ứng gì trong buồn tắm của khách sạn và tử vong khi được đưa đến bệnh viện. Trước đó, theo danh sách cung cấp từ cảnh sát quốc gia, Christine Daquera là một thành viên nữ duy nhất, 11 người còn lại đều là nam giới trong bữa tiệc giao thừa. Luật sư, đồng thời là người phát ngôn của gia đình Daquera cho biết... Buổi tiệc đêm có cả những người đàn ông khác đến từ phòng 2207 liên kề. Do đó, nhiều người suy đoán rằng ngoài 11 nghi phạm có liên quan thì có những người đàn ông khác chưa lộ diện. Trong khi đó, mới đây, cộng đồng mạng Philippines đã lan truyền hình ảnh được cho là bản sao kết quả khám nghiệm pháp y, chính thức cho thấy nạn nhân tử vong là do sốc thuốc, vỡ phình độc mạnh chủ và không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp và dấu vết tinh trùng được tìm thấy là do cô đã có quan hệ tình dục với người khác trước khi tham gia buổi tiệc với nhóm bạn tại khách sạn. Rất nhiều người đã tin rằng Dritin Dakera không hề bị cưỡng hiếp tập thể như những gì thông tin đã đưa trước đây. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Makati đã phủ nhận về tính xác thực của bản sao thông tin trên. Vị đại tá này cho biết, "Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ bản báo cáo pháp y chính thức nào trước công chúng. Đó là tài liệu bảo mật và không ai có thể nhận được bản sao này." Vào ngày 6 tháng 1, Bộ trưởng Tư pháp cho biết Cục Điều tra Quốc gia sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ hai đối với thi thể của nữ tiếp viên hàng không Christine Dagerra. MBI hiện đang hỗ trợ cảnh sát quốc gia xác định nguyên nhân thực sự dẫn đến ca chết của Dakera để đem lại sự công bằng cho nạn nhân, cũng như giải đáp mọi khúc mắc của dư luận, tránh bỏ lọt tội phạm cũng như không hàm oan cho bất kỳ ai. Cũng trong ngày 6 tháng 1, văn phòng Công tố thành phố Makiti cho biết đã ra lệnh thả 3 nghi phạm liên quan đến cái chết của nữ tiếp viên hàng không. Công tố trưởng cho biết chuyển vụ án để điều tra thêm và trả tự do cho những người bị bắt giam.